Cuối tuần qua, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đưa ra cảnh báo đối với hệ thống tài chính của Ả Rập Saudi. Theo IMF, Ả Rập Saudi có nguy cơ thâm hụt ngân sách, có thể sẽ phải sử dụng tới ngân sách dự trữ của mình trong năm sau. Một dấu hiệu cho thấy nguy cơ thâm hụt ngân sách Ả Rập đó là giá dầu, vốn là yếu tố cân bằng ngân sách đang bị phá vỡ. Trong một báo cáo thường niên của IMF, giá dầu cần bán để hòa vốn trong năm 2013 là 89 đô la Mỹ một thùng. Trong khi hồi năm 2012, chỉ cần bán với giá 78 đô la Mỹ một thùng là đã có thể hòa vốn. Đây có thể sẽ là lần đầu tiên nền kinh tế lớn nhất Trung Đông ghi nhận một sự thâm hụt tài chính. Không kể đến chi phí trong nước như những dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng, áp lực tài chính đang đè nặng lên chính phủ còn đến từ việc cam kết viện trợ cho những quốc gia khác. Quỹ IMF cũng nói rõ trong báo cáo, chi tiêu tài chính và doanh thu dầu sụt giảm sẽ dẫn đến thâm hụt tổng thể vào năm 2015 và tình hình sẽ còn tệ hơn trong năm 2019. Mức thâm hụt sẽ chiếm khoảng 7,5% tổng sản phẩm quốc nội. Tuy vậy, các quan chức Ả Rập Saudi dường như vẫn phớt lờ lời kêu gọi cắt giảm chi tiêu.